Giống như một ngày bình thường, mình vẫn làm việc cật lực trước màn hình máy tính với cuộn giấy đặt ở kế bên. Và tất nhiên, mình không khỏi thắc mắc, liệu porn thì ảnh hưởng thế nào tới mình nhỉ? Đầu tiên thì, tại sao mọi người lại biết tới porn? Có một sự hiểu lầm được truyền miệng mà hồi bé mình thường tin, đó là ai cũng xem porn cả. Việc đó rất là bình thường, nhưng mình thì mình không biết lý do tại sao lại như vậy. Các bạn có thể tưởng tượng một hoàn cảnh như thế này. Nhà thông thái, ai mà chả xem porn? Mình, nhưng mà tại sao? Lũ chim lợn, hỏi lắm vãi bíp. Không xem hơi phí, xem vào hết đi, xem đê. Thế là kết quả cùng mình lại phải xem porn. Nhưng có một thực tế rằng, không phải tất cả mọi người đều xem porn. Có một dân tộc ở trung tâm châu Phi lại không hề biết tới khái niệm porn và tất nhiên là không biết thủ dâm là gì cả. Tên của bộ lạc này thì mình quên mất rồi, nhưng mà mình khá là chắc chắn đây không phải là bộ lạc Wakanda. Những người châu Phi này, họ vẫn sống tốt khi không có porn. Vậy thì liệu rằng ngoài việc mang lại khoái cảm, thì porn còn có những ảnh hưởng gì khác tới chúng ta? Mình hãy cùng nhau quay ngược thời gian để tìm hiểu về vấn đề này. 13.000 năm trước công nguyên, tổ tiên của chúng ta có 3 ưu tiên tối quan trọng vào lúc ấy, đó chính là lương thực, sinh sản và sự an toàn. Quanh năm suốt tháng là cuộc chiến tranh sinh tồn để phát triển và duy trì nòi giống, thông qua việc mà mình nghĩ rất nhiều thanh niên thời nay cũng có phần là mơ ước. Cứ ăn rồi lại trịch, cứ trịch rồi lại ăn. Cuộc sống ở thời này, như một triết gia người Việt trong thế kỷ 21 đã tóm tắt. Có làm thì mới có ăn, không làm mà còn có ăn thì ăn đầu. Và tất nhiên với một cuộc sống dài, cứ lặp đi lặp lại những việc trên thì nhàm chán quá. Vì thế mà não tiết ra các chất kích thích gọi là dopamine giúp thúc đẩy các hành vi trên một cách trơn tru hơn. Ăn, não tiết dopamine, phê quá. Trịch, não cũng tiết dopamine, phà quê. Tìm được một cái hang thì cứ chui vào đợi MU thắng cái thì hắn chui ra. Và tất nhiên cơ chế tương tự cũng hoạt động khi chúng ta xem porn. Càng xem thì càng phê, và càng phê thì ta lại càng xem. Tuy nhiên có một sự khác biệt lớn ở đây là ở quá khứ, chúng ta khó có thể thỏa mãn được những yếu tố trên như ngày nay khi mà với một cú click bạn có hàng ngàn, hàng vạn hình ảnh, video để kích thích não bộ tiết dopamine. Với nhiều kích thích như vậy, không khó hiểu khi não chúng ta sản sinh cơ chế để hạn chế việc này bằng cách dần thích nghi với những xung kích thích lặp đi lặp lại. Kết quả là dần dần bạn sẽ không còn tiết nhiều dopamine khi cùng xem một nội dung ban đầu. Thực tế ra, để đáp ứng lại mức dopamine như ban đầu, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm các trải nghiệm lạ hơn hay gọi thân thương hơn là mặn hơn. Chưa kể tới việc porn ngày nay được thiết kế để kích thích não bộ thông qua việc tạo ảo giác không thật, như là làm to mọi vật ra, làm cho những âm thanh sống động hơn. Vậy ảnh hưởng mà mình gặp phải là gì? Đó chính là sau một thời gian dài du ngoạn trong thế giới tưởng tượng, bạn dần xây dựng mong đợi trên những thứ ảo giác này. Bạn dần hình dung bạn gái của mình thì phải ngon nghẻ như Ngọc Trinh, làm tình thì như idol Nhật Bản. Còn idol nào thì tôi để cho các bạn kể ở phần comment vậy. Cái này thì để tôi nghiên cứu thôi, bạn biết mà. Và một hệ quả tất yếu mà bạn gặp phải đó chính là chứng rối loạn cương dương hay cảm giác không thỏa mãn do bạn đời của bạn không đáp ứng được những kỳ vọng mà bạn đã đặt ra hoặc ngộ nhận trong suốt thời gian du ngoạn. Một số hiệu ứng khác đó chính là sự suy giảm ý chí, suy giảm khả năng chống lại các cám dỗ ngắn hạn để đạt được các mục tiêu dài hạn. Nói một cách khác, bạn dễ dàng từ bỏ hoặc trì hoãn hơn trong cuộc sống. Trên đây là một số chia sẻ của mình để giúp các bạn hiểu rõ hơn về porn, cũng như những tác động của nó tới cuộc sống của mỗi cá nhân. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Còn mình thì sợ quá phải xem nó thôi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.